hậu quả là giới trẻ đã đâm trực diện ô tô lưu thông hướng ngược chiều. Va gia chạm rất mạnh đã khiến nam giới trẻ bị hất văng lên cao, ngã xuống đất, chạm mặt chấn thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe máy cũng bị đâm biến dạng. Xe máy chạy với tốc độ cao, đâm trực diện ô tô.